Con chào sư, thưa sư, con hỏi giờ con phải làm sao để chuyển nghiệp cho em con. Nhà con có một đứa con trai mà ăn chơi bao nhiêu lần. Nhà con trả nợ rồi vẫn ăn chơi lại, nợ người ta tới nhà đòi. Ba mẹ buồn phiền lắm. Em trai con có vợ rồi nhưng cũng ly dị trước cưới. Khi cưới được 1 năm, vợ thì cũng không có hiền lành. Em con khi tính nóng rồi tình cãi chia tay. Con tin vào nhân quả nghiệp báo nên nhà con mới có đứa con như vậy. Con xin sư cho con biết con phải làm sao. Nhà có mình con theo Phật, ăn chay trường ngày, hàng ngày đọc kinh hồi hướng cho em trai, nhưng em trai con cũng chưa chuyển biến. Cảm ơn sư. Cái vấn đề là quý vị uống lộn thuốc. Sư nhớ một cái cô Phật tử, đứa cháu cổ nói là con không có theo Phật nữa. Tại vì cái hồi mà con đi thi á, bà nội nói là bà nội tụng trì chú cho con, nhưng mà rốt cuộc con thi rớt, cho nên là con không có tin Phật nữa. Đó, quý vị thấy cái hại chưa? Có nhiều gia đình á, rồi con học dốt thì cũng tụng kinh, rồi con nó hư thì cũng tụng kinh, rồi hết tụng kinh rồi thì xin Phật xin chư thiên để gia hộ. Không biết là gia hộ cái kiểu gì mà quý vị muốn cho con cháu ở trong nhà của mình, em của mình, em út trong nhà nó đổi tánh đổi nết, mà quý vị tụng kinh rồi quý vị nhờ ơn trên gia hộ thì gia hộ kiểu gì được? Sư xin thưa nha, nếu mà gia hộ được, sư ở chùa sư là người làm đầu tiên. Và xin thưa luôn là nếu làm được, Hòa Thượng Phước Sơn làm đầu tiên. Là sư nhớ là có người lên nói Hòa Thượng làm sao mà mấy ông trên này trời thần đất lỡ, Hòa Thượng không nói mấy ông. Hòa Thượng nói câu mấy ông nội tôi sao tôi dám nói không? Đó, quý vị thấy nếu như mà cái chuyện là tụng kinh trì chú xin ơn trên, xin chú xin thím gì đó mà được á, là làm rồi, mấy ông sư làm rồi, làm miệt mài luôn á, nhưng mà không có được. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai tu nấy hưởng. Đó, cái vấn đề là bản thân cái người đó họ phải thay đổi, họ phải chịu tu, chứ không phải cái chuyện là mình ngồi đó là mình ăn uống kham khổ. Sư nói cho dù quý vị có hành xác quý vị cỡ nào đi nữa, nó không đổi là không đổi. Tại cái người cần uống thuốc không phải là quý vị. Sư nói giả sử người nhà mình có một cái người bị bệnh tim mà mình thương nó quá, nó không chịu uống thuốc, mình uống giùm nó thì nó có hết bệnh tim hay không? Không hết được. Mà cái người nào bị bệnh người đó phải uống thuốc. Cái đứa em của quý vị nó cà chớn, nó không ra cái gì, nó thế này thế kia, thì bản thân người này phải thay đổi, phải tu tập, phải thực hành để thay đổi. Chứ còn quý vị làm giùm đâu có được nha. Đừng có nói bây giờ nó đói mình ăn cơm cho nó no, đâu có được chuyện đó. Cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Nhớ dùm sư cái chuyện đó. Muốn nó chuyển nghiệp ăn chơi thì làm ơn làm phước, làm sao đó để cho nó chịu quay đầu nó tu. Chứ còn nó phải tu thì nó mới chuyển. Còn quý vị có tu thì quý vị chuyển chứ nó không có chuyển. Nhớ dùm sư. Sư không nói cái chuyện quý vị tu không có phước nha. Quý vị tu là phước của quý vị, mà nó không tu là phước của nó. Ai ra cái đó? Thì đương nhiên do cái nghiệp mình cộng nghiệp với nhau, mình là quyến thuộc với nhau, rồi từ đó mình vui buồn có nhau. Nhưng mà Đó là chuyện quá khứ. Còn hiện tại bây giờ mình cư xử như thế nào, đó là chuyện của mình. Sẵn thì sư nói về một cái bài kinh gọi là bài kinh Sóng Ngựa. Đức Thế Tôn hỏi hỏi cái người chăn ngựa đó, hỏi là bây giờ anh chăn ngựa anh chăn như thế nào. Thì anh chăn ngựa anh nói là: thưa Thế Tôn, cái con ngựa nào á, mà nó chịu cái lời ngon tiếng ngọt thì con sẽ dỗ ngọt nó. Cái con ngựa nào á, mà nó roi vọt nó mới chịu nghe đó, thì con sẽ dùng roi vọt để con giải quyết với nó. Cái con nào mà phải vừa gọi là vừa đánh vừa xoa thì con cũng sẽ vừa xoa vừa đánh với nó. Còn cái thứ mà nó bất trị á, nói nó không nghe, dỗ ngọt không nghe, cứng rắn không nghe, con đi con lập thịt. Thì Đức Thế Tôn mới nói là Như Lai cũng dạy các thầy tỳ kheo y chang như vậy. Tức là những vị tỳ kheo mà Như Lai cần phải dùng cái lời nhẹ nhàng, lời ngọt ngào để dạy dỗ, thì Như Lai sẽ dùng cái lời nhẹ nhàng, lời ngọt ngào. Những vị tỳ kheo nào mà cần dùng cái lời mà cứng rắn, nghiêm túc, mạnh mẽ để hướng dẫn, thì Như Lai sẽ dùng những cái lời cứng rắn, nghiêm túc, mạnh mẽ để hướng dẫn. Còn những vị tỳ kheo nào mà cần thì vừa nhẹ nhàng mà vừa cứng rắn, thì Như Lai sẽ dùng cái phương pháp là vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn để hướng dẫn. Còn cái vị tỳ kheo nào bất trị thì Như Lai giết. Người chăn ngựa mới nói là: bạch Thế Tôn, ngài xin thưa là một con kiến ngài cũng không nỡ, ngài giết. Tại sao ngài lại dùng cái từ sát, từ giết nó kinh khủng như vậy? Thế Tôn mới nói cái giết của Như Lai ở đây là Như Lai bỏ mặt không nói tới nữa, không ngó ngàng tới nữa, coi như cái người đó đã biến mất rồi. Đó là cách giết của Như Lai. Thì quý vị có thể xem xét cái cách dạy ngựa của người chăn ngựa và cái cách dạy tỳ kheo của Đức Thế Tôn. Không biết là vấn đề này Đại Đức Tuệ Tương có cái nhìn như thế nào? Đại Đức, kính thưa quý vị, cái câu hỏi này Đức Hạnh Tuệ cũng đọc qua đó. Thì sư ở đây sư chỉ trả lời, bổ sung thêm những cái điểm chính ha. Giống như là ở đây vị này nói là con tin vào nhân quả, nghiệp báo nên nhà con mới có đứa con như vậy. Sư cũng có lời tán thán, tại vì cái vị này vẫn có tinh thần mà hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, có niềm tin vào nhân quả nghiệp báo, đó là một điều tốt. Nhưng mà ở đây vị này nói là nghiệp báo, niềm tin vào nhân quả nghiệp báo nên nhà con mới đứa con như vậy, thì sư không biết là cái sự hiểu của quý vị về cái nghiệp báo mà có đứa con như vậy như thế nào. Ở đây thì sư sợ nha, sư có một điều nghĩa là ưu tư, có thể là quý vị hiểu, có thể là chưa đầy đủ hoặc là có thể hiểu sai. Còn nếu hiểu đúng thì vẫn tốt. Nhưng mà ở đây chính vì cái vế này, không chỉ riêng quý vị và những quý vị mà xem live trên đây nè, có gặp vô trường hợp gì nè, trường hợp vậy nè, thì cụ thể cái nhân quả nghiệp báo mà có đứa con như vậy là sao? Thì thưa quý vị, cái nhân nó như thế nào? Nếu quý vị là một người Phật tử mà nguyên thủy, khi quý vị có đi chùa, đi chùa mà quý vị xin tâm quy ngũ giới, thì khi quý vị xin tâm quy ngũ giới xong, quý sư hay đọc câu là các chúng sanh được sanh về cõi trời nhờ giữ giới, các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Thì riêng câu thứ hai có nhiều người thắc mắc là tại sao lại cái việc mà giữ giới lại là giàu sang tài vật? Tại vì vấn đề mà giới nó đâu là làm ra tài vật đâu, mà là bố thí làm tài vật. Thì thưa quý vị, phải hiểu như vậy. Cái trường hợp mà quý vị quá khứ quý vị không có giữ giới thì quý vị sẽ nhận cái quả. Cái quả gì? Cái quả đó là năm cái kẻ thù gây họa cho tài sản quý vị. Thứ nhất là nước lụt, thứ hai lửa cháy, thứ ba là trộm cướp, thứ tư là vua tàn bạo, và thứ năm là con cái hư đốn làm tiêu tan của cả tài sản. Thì trong trường hợp này mình mới hiểu đây là một cái quả. Cái quả thì là cái quả của mình. Phải hiểu nghe cái quả của mình và cái quả của chính cái đứa con mà nó tiêu tan tài sản luôn đó. Cho nên nghe sư giảng giải rõ cho quý vị biết về cái tính chất của cái nhân quả của trong trường hợp này. Bây giờ quay lại cái câu hỏi đầu tiên là cái vị này hỏi là sư ơi, cho hỏi giờ con phải làm sao để chuyển nghiệp. Quý vị, khi quý vị gọi là cái từ mà chuyển nghiệp nha, chuyển nghiệp đó, thì chỉ gói gọn như một chữ tu. Xin lỗi, có nghĩa là vị hỏi là sư cho con hỏi giờ con phải làm sao để chuyển nghiệp em con ạ. Thì ở đây á, siêu suy nghĩ nha, theo suy nghĩ quý vị nên đổi cái vế đi. Thì thay vì là làm sao để chuyển nghiệp em con ạ, thì quý vị nên hỏi là, quý vị nên hỏi nè, là cái trường hợp nhà con có đứa em trai gì vậy đó, đúng không? Thì làm sao để chuyển nghiệp con ạ, thì nó chính xác hơn. Bởi vì sao? Bởi vì vấn đề này sư đã chia sẻ cũng khá nhiều lần ở trên chương trình vấn đáp rồi. Là ở ngoại cảnh đó, những cái chuyện thế gian đó, nó có nhiều chuyện phi pháp. Thì những cái chuyện phi pháp ngoài thế gian, những chuyện mà sai trái bất thiện ngoài thế gian đó, mình muốn thay đổi nó thì tốt nhất mình nên thay đổi cái tâm mình. Có nghĩa là cái vị mà hỏi câu hỏi này, có bao giờ vị hỏi là như vậy nè, nếu mà ngay trong hiện tại nè, nếu mà trong quá khứ nha, nếu mà trong quá khứ là cái vị họ hỏi nè, là mình tu tốt là sao, mình vun bồi ba cái loại phước và phước đức phước trí, giống như sư nói đó, ba không, mình vun bồi thuần thục như vậy đó, không mình hay là thậm chí mình giữ giới tốt vậy đó. Thì có phải thì sư sẽ đặt câu hỏi này, có phải thì cái quả của ngày hôm nay nè, là có phải mình sẽ không gặp những đứa em hay là những đứa con đó, nó phá của gì không? Tại sao mình đặt câu hỏi này như vậy? Thì suy ra cái chuyện chuyển nghiệp cũng vậy. Đúng không? Nếu mà từ bản thân cái chúng sanh đó, bản thân cái người em, người con mình đó, cái nghiệp nó tự chuyển đó, thì đó là một điều tốt. Chứ mình đừng mong muốn là mình sẽ thay đổi đó nha. Còn đi bản thân mình phải thay đổi chứ. Vậy thì á, một lần nữa xin nhắc lại là thay vì cái vế mà chuyển nghiệp em con ạ, thì mình nói là làm sao để chuyển nghiệp con ạ, thì cái điều tốt nhất là bây giờ, ngay thời điểm bây giờ mình hãy tu liền luôn, tu ngay luôn. Mình làm vun bồi ba cái loại phước và phước đức phước trí, thì ngay trong tương lai nha, ngay trong cái quả tương lai á, thì xin lỗi quý vị sẽ không gặp loại 5 cái kẻ thù mà gây họa cho tài sản quý vị đâu. Đó, 5 cái thù mà sẽ kể đó: nước lụt, lửa cháy, kẻ trộm cướp, vua tàn bạo, con cái hư đốn. Mà thậm chí là nếu quý vị tu tốt nha, thì quý vị không chỉ tránh 5 kẻ thù phá hoại đâu, mà quý vị sẽ tránh được sinh trong 4 cõi ác, phải 3 nặng tay, 8 trường hợp bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 4 cảnh không hợp thời, 5 bất hạnh chúc mừng. Đó, cái việc đó là cái việc bởi vì nên làm ngay tại đây, ngay bây giờ, phải không? Và không ngừng nghỉ, phải không? Không gián đoạn. Đó là cái chuyện nghiệp đó. Rồi, cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Mà khoan, trước khi qua câu hỏi tiếp theo á, thì sư tóm tắt hai cái ý quan trọng. Một là mình nên hiểu cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Cái chuyện mình tu mà mình muốn cho cái đứa em, đứa con, đứa cháu trong nhà nó chuyển nghiệp thì chuyện đó không thể xảy ra. Mà mình cần để cho cái người đó tự họ phải tu. Và cái thứ hai là nếu nói về nghiệp và quả của nghiệp, là như Đại Đức Tệ Tường nói, là bản thân mình ở trong quá khứ mình đã kém giữ giới, cho nên mình mới phải sống trong những hoàn cảnh như thế này. Cho nên cái cách tốt nhất là mình hãy ráng mình giữ giới để những cái hoàn cảnh như thế này nó không có diễn ra nữa. Và xin thưa đó, xin nói nó kỳ chứ, quý vị ăn chay trường rất là giỏi, nhưng mà quý vị giữ 5 giới rất là dở. Sư nói nhiều người họ giận, mà phải nói là sư nói thiệt, sư nói thẳng. Ăn chay nó dễ hơn, giữ giới giữ giới nó khó hơn ăn chay rất là nhiều. Thành ra quý vị thích ăn chay lắm. Nhưng làm ơn là phước giữ giới giùm sư ha. Qua câu hỏi khác.